Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ năm ngày 26 tháng 9 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 Tây Ninh 73, giải 8 An Giang 98, giải 8 Bình Thuận 02 và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay.
giải đặc biệt Tây Ninh 103-266, giải đặc biệt An Giang 055-525, giải đặc biệt Bình Thuận 250-068. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.